Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 96 của chương trình học tiếng Hoa qua những đoạn văn ngắn Chủ đề của phần 96 này là Giao xiao sữa ơ sữa Giao xeo sữa ơ xeo, sữa Giao xeo, xeo, xeo là dược hiệu, có nghĩa là cái hiệu lực của thuốc à, Cái tác dụng của thuốc nó có tác dụng trong bao lâu á Giao xeo sữa ơ xeo, sữa là 12 tiếng đồng hồ như vậy là tác dụng của thuốc là 12 tiếng đồng hồ hoặc là thuốc có tác dụng 12 tiếng đồng hồ cũng được, 12 giờ cũng được. Giao xeo sữa, xeo sữa. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước một lần chậm và một lần nhanh hơn. Rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết. Xin mời mọi người chúng ta cùng nghe nào. Giao xeo 12 giờ. 保罗去看病，医生给他开了药，然后对他说：“药效十二小时。”保罗点了点头，就笑着走了。保罗边走边笑，回到学校还在不停的笑。小乐看到保罗一直在笑，觉得很奇怪，就问保罗。 你有什么开心的事吗？怎么一直在笑呢？保罗说：“我一点都不开心。刚才去医院，这医生给我开的是什么药啊？要笑十二个小时，我笑得好累呀、啊。”小乐哈哈大笑说：“保罗，快别笑了，医生说的。” 不是要你笑十二个小时，而是这个药的药效是十二个小时。药效十二小时。一天，保罗去看病，医生给他开了药，然后对他说：“药效十二小时。”保罗点了点头，就笑着走了。保罗边走边笑，回到学校。 还在不停的笑。小乐看到保罗一直在笑，觉得很奇怪，就问：“保罗，你有什么开心的事吗？怎么一直在笑呢？”保罗说：“我一点都不开心。刚才去医院，这医生给我开的是什么药啊？要笑十二个小时，我笑得好累呀、啊。”小乐哈哈大笑说。 Bảo Lò, rồi, như vậy vừa rồi mọi người đã à, nghe xong hai lần. Bây giờ mình giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Tựa đề là giao xeo sữa, xeo sữa, à, không cần giải thích gì thêm. Tức là thuốc có tác dụng mười hai tiếng đồng hồ. Mọi người chỉ lưu ý thêm là từ xeo sữa. Là tiếng đồng hồ Thì có thể mình sẽ dùng một cái từ khác Để thay thế đó là trung thủ Nhưng mà từ trung thủ là tiếng đồng hồ Chỉ dùng trong văn nói Còn viết thì chúng ta vẫn dùng xèo sữa Nói thì chúng ta có thể dùng Trung thủ để thay thế Rồi mình sẽ giải thích nội dung chi tiết Cho các anh chị và các bạn nè Yitian là một hôm Tức là có một hôm Bào lũa Bào lũa là tên riêng Là một cái thằng Pao sư khan biên là đi khám bệnh. y sân kể tha khai lời giao. Khai giao là kê toa thuốc hoặc là viết cái toa thuốc hoặc là kê cái đơn thuốc. Rồi, di sân kể tha khai lời giao. Thế là bác sĩ đã kê toa thuốc cho anh ấy. Từ y sân chỗ này chúng ta cũng có thể đổi bằng từ tai phu. Tai phu kể tha khai lời giao. Rảnh hô là sau đó. Tuy tha số, sau đó mới nói với anh ấy Yao xiao sư ơ xiao sư Yao xiao sư ơ Tức là tác dụng của thuốc là 12 tiếng đồng hồ Bao lỗ tiền lơ tiền thổ Bao lỗ tiền lơ tiền thổ Tức là thằng Paul đó nó đã gật đầu Tiền lơ tiền thổ là đã gật đầu Chiu xiao ra chỗ lơ Chiu xiao ra chỗ lơ Bèn cười và bước đi Như vậy là nó nghe xong thì nó gật đầu và nó cười rồi xong rồi bước đi. vào lỗ tiền lơ tiền thổ. Tại sao tiền lơ tiền thổ? Tức là gật đầu một chút. Gật đầu một chút, động từ lặp lại nghĩa giảm đi. Nhưng mà đang kể lại cái việc này đã xảy ra trong quá khứ nên mình có từ lơ nằm ở ngay giữa đó. Còn nếu chỉ hiện tại hoặc là tương lai gì đó, thì ở giữa đó không có từ lơ. Mà chúng ta có thể thì chúng ta thêm từ ý vào. Còn đây là kể cái hành động diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mà đã xảy ra trong quá khứ rồi thì mình đặt từ lơ giữa hai cái động từ đơn âm tiết đó. Bảo lỗ tiền lơ tiền thổ chứ xeo là tức là mỉm cười mà bước đi. Bảo lỗ bên chỗ bên xeo. Bảo lỗ bên chỗ bên lỗ vừa đi và vừa cười. Ồ, ờ, có vẻ là rất là thú vị đó. Vui vẻ. Hủy tao sẽ xeo. Hủy tao sẽ xeo là về đến trường. Hủy tao sẽ xeo hải trai thiện tờ xeo. Về đến trường, chữ hải trai là vẫn đang bu thiện tờ xeo. Vẫn đang không ngừng cười, tức là vẫn còn đang bị cười, mỉm cười. À, không biết là vì sao như vậy. Chắc là cái thuốc này nó gây cười hay thế nào đó. Rồi, hủy tao sẽ xeo là về đến trường. Hải trai là vẫn đang bu thiện là không ngừng Pu thiện sao không ngừng mà cười tức là vẫn còn đang cười, vẫn còn đang tiếp tục cười. Xiao Lơ khan lỗ y chữ chai <laughs> xiao. Lơ là tiểu lạc, tức là tên một người khác, một nhân vật khác. Khan <laughs> đo là trông thấy bảo lỗ y chữ chai xiao. trông thấy thằng Paul y trữ là vẫn đang tức là vẫn luôn vẫn luôn đang cười không biết vì sao nó cười hoài luôn á. Y trữ chai xiao chuyện thơ hành sĩ quay và cảm thấy rất là kỳ lạ rất kỳ lạ chiêu quên bèn hỏi bảo lỗ nỉ dầu sớm khai sinh thời sư ma bảo lỗ nỉ dầu sớm khai sinh thời sư ma bảo lỗ bạn có việc gì à, vui lắm phải không nỉ dầu sớm mà khai xin thời sư ma bạn có việc gì vui lắm phải không chẳng mấy gì chữ trai sao nào Chà ở đây ta hiểu là bằng với quy sở hả? À. Dí trữ chai sao nè. Tại sao mà vẫn luôn là mỉm cười, vẫn luôn đang cười vậy chứ không phải mỉm cười. di Dí trữ là vẫn luôn hoặc là một mạch. di trữ chai sao là vẫn luôn cười vậy. Bảo lỗ số, bảo lỗ mới nói Wò tiền tô khai xin. tiền khai Tức là tôi một chút cũng đều không vui. Tức là tôi không có vui chút nào hết á không có chuyện gì để vui cả, ý tiền tôi bất khai xin Không có cái gì vui hết, không có vui chút nào hết á. Căng sải, suy y Căng sải là lúc nãy hoặc là hồi nãy, xu y là đi bệnh viện. Trơ y sư给我开的 是什么药啊? Trơ y sân cái người bác sĩ này khai tờ mấy à, rồi cái người bác sĩ này đã kê to thuốc cho tôi là thuốc gì vậy? cái thuốc mà bác sĩ kê cho tôi là thuốc gì? khai tờ Ý là như vậy. Khai yau 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 xeo, sữa Ý là như vậy. Bác sĩ như vậy. là chính vào đó cũng không hiểu và nó nói là à, tôi chẳng có vui chút nào hết á hồi nãy tôi đi bệnh viện bác sĩ đã cho tôi cái thuốc này mà không biết đó là thuốc gì mà phải cười đến 12 tiếng đồng hồ giao xeo sữa cơ xeo sữa wow, là tôi wow xeo tờ hào lê à xeo tờ tôi cười đến mức mà mệt quá luôn wow xeo tờ hào lê à hào lê chứ sư hình lê còn từ tơ đây là cái bổ ngữ chỉ mức độ đó của sao ta hào lê à ừ, tôi cười đến mức mệt quá luôn hào lê là bằng với hình lê xào lơ ha ha ta xào số xào lơ ha ta xào số tiểu lạc đã cười ầm lên và nói à, cười ầm lên ta xào là cười ầm lên cười ồ lên số so là nói bao lúa khoai bẻ xeo lầm à, thôi mau lên đừng có cười nữa mau đừng có cười nữa có nghĩa là thôi đừng cười nữa bào lỗ bẻ xeo là y sân số tơ y sân số là bác sĩ nói y sân số tơ ta, ta sẽ hiểu là y sân xua tờ hoa những cái lời mà bác sĩ nói những cái điều mà bác sĩ nói á sư giao nì xeo sữa cơ xeo sữa không phải muốn bạn cười vì hai tiếng đồng hồ đâu Bố sơ, giao cơ là mà là, là, mà là. Xeo, yêu yêu xeo, tức là cái tác dụng thuốc của cái loại thuốc này này. Trưa cơ giao là cái thuốc này, trưa cơ giao thì giao xeo, tức là dược hiệu của cái loại thuốc này. Ở tiếng Việt mình hiện bây giờ mấy cái tài liệu y khoa nó mới gọi là dược hiệu đó Trước cơ dao, tờ giao xeo dược hiệu Của cái loại thuốc này Sữa sữa cơ xèo sữa Là 12 tiếng đồng hồ Như vậy là bạn ấy nghe và hiểu nhầm cái ý của bác sĩ Phát âm thì cũng như vậy thôi Dao xeo sữa xèo sữa Và anh ấy sẽ nghe Cũng y chang như vậy nhưng với cái ý nghĩa khác Và vừa rồi là nội dung của bài Mọi người thấy có buồn cười không ạ à? Rồi À, kế tiếp nữa xin mời mọi người hãy nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Yao xiao 12 xiao shi. Yi tian, Paulo qu kan bing. Yi sheng ge ta kai le yao, ran hou dui ta shuo, yao xiao 12 xiao shi. Paulo dian le dian tou, jiao xiao zhe zou le. Paulo bian zou bian xiao. 回到学校，还在不停地笑。小乐看到保罗一直在笑，觉得很奇怪，就问：“保罗，你有什么开心的事吗？怎么一直在笑呢？”保罗说：“我一点都不开心。刚才去医院，这医生给我开的是什么药啊？要笑十二个小时，我笑得好累呀、啊。” 小乐哈哈大笑说：“保罗，快别笑了！医生说的不是要你笑十二个小时，而是这个药的药效是十二个小时。” Và đến đây là kết thúc phần chín của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn chúc mọi người học thật vui và hiệu quả. À, mọi người cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và vào cái mùa dịch này thì chúc mọi người cùng với gia đình an lành khỏe mạnh nhé xin chào mọi người